Dạ là cả nhà. Ta ni ngã lu ca ya dạ là cả lụng cả nhà. Lu dạ là do mu ya bạ đuệ. Bạ tàu dru ta ni do dru cấp. Bạ tàu do lu. Ni là thực trạng ta dạ là giao thông ta khu tái định cư ta thôn sắm bằng toa. Bạ lê bắc sơn là cành bền tuộng bắc là cành đền tuộng. Dạ là do dru cấp. Ngã lu vra na mè awe amatani bạm lu vô cành. Bạ bạ đẹ thì lu ga hồn. Hồ dạ thì lù dạ nào ni ngạ lù awe ama tani tổ sinh niên huệ ga ade bên nào học và trường té máy là như như thủ như bám cho mân có khi nó bốc phu nó không à bị lịch có khi bốc phu nó cái té máy nó à, gần bên chỉ đội thủ nên là như bám là bên là tha mong tha là gần gần như máy là như tông thủ nên là giật cho bằng tha thủ nó băng tha băm băm băng tha là có khi nó gỡ bát có khi nó bất lập tha hay là bất có vợ thủ thủ băm cho mân băng xung phù trong ca nó chắp nó nè mong nhà nước này nhà chỉ là bê tông chỉ là bê tông chỉ là bê tông nè là học là kiện nào hay là cái nè là học là như lũ băm cho mân khách ao cái nè là học ấy cầu nó nè mày biết là nè nào như thế nào là thế bên đỡ là tao là e có kháng là lúc ở cam thọ tọ mà thọ nên là nó ngọ sọ nó ngọ ngạ kì bỏ ra bắt ở ra bắt thọ cưng rồi còn bỏ ra bắt thọ cưng rồi có áo vậy là ra bắt bắt rồi có áo bắt ra bắt thọ lo nữa ra mà bắt rồi vậy bắt ni rồi nó vẫn là ngạ cả ra vậy là ta như tây là cũng là cái ai cũng là ổn định cái nên gia đình cái nên vậy là khó khăn là ở vậy cái giờ mùa bê tông hóa ổ nghe chọc dạy lạ nì là ta khu tái định cư ta xuồng độ sắm bằng toa ba lê bắc dân là càn bên tụng bắc là càn đền tụng độ là cây dâu độ lu tu mù lù rác sinh hoạt cũng độ lu ca nhà ngạ cây nì cả nhà ca môi trường trong thôn độ ô nhiễm rồi từ đi trở lại này bố không trở lại bê tông ấp là bị bơ nhà xưa nhà trở lại bê tông có như lộng đẹp vợ như cơ vợ nhờ chị mê vợ đây nhờ nhờ nước quan tâm nhận chả là vợ chả là bê tông này rồi sợ ô nhiễm môi trường dọn cây cối này chắc sạch sẽ không chỉ là bê tông về tòa chị dân đây cả đây là vườn đây là vườn đấy rồi có cái giờ tụi nặng nặng đi tụi này đi với chặt là chặt kệ tòa cái thời gian nào về bố chỉ là không chỉ là bê tông thôi về dân dọn dẹp thôi thì là bê tông đẹp tê trên nhà bằng nhà nước tôi thì là bê tông sớm nữa chứ người dân nào với người dân chẳng người dân nhận rác thì cái sạch sẽ thì là bước tha nó bước như lộng khớ nữa xong độ ngày ta trung tâm và lời Bắc Sơn là gần bên Tùng Bắc mua quy hoạch nhựa xì cây giá ô bàn cờ xì tàn nà brok ta tái định cư ni nào đoà ra tu mét vuông dựa tuyến gia lạ ta khu dân cư ni mù tiếng prop mù ti du ton sa la pa mét mù hướng ton ca gia mục tiêu tọc awe ama nào ta pa lê tơ phải mù ca si độ hơn pa lê sa đạ dư nhà hơn sa plu tu ani ton ni khu tái định cư ta thôn sắm bằng toa vẫn có dựa mù đạt mục tiêu lao ni ổ. Đối với các tuyến đường trong khu tái định cư Sấm Bằng 2 hiện nay chưa được cứng hóa, thì vấn đề này thì huyện cũng đã nắm bắt. Đối xì dựa tuyến nhà lạ tà khu tái định cư thôn Sấm Bằng Toa, các dường mục khác ổ, vô ni là mua là gần bên mua mạng ngạ trạch, là gần bên của mua xây dựng kế hoạch, cần đối xì nguồn lực, ngạ lưu đầu tư, dựa nhà lạ ni tà mà thụ tà rô bò sò rô tù tà plúc bà. Thùng xóm bằng toa, ba lê bắc sơn là cành bên thùng bắc, mù tì dù plu, bờ áo quê amaret lè hù tị. Mù nhà nước cấp ta nạ tổ, bờ tổ, ta nạ ngạ, to ni hơn sắp lúc tụ an ni, định canh định cư ta ni, mù bờ xa bà rò, áo quê ama, mù lù thay đổi là kê. Giữa nhà, thời gian hà vì, độ tiếp tục mù nhà nước, mù đầu tư, hoàn thiện lù ca gia kết cấu hạ tầng. Dạ là mua tật lạ già ta ni vợ sang ở quê ama là kể hơn vợ mua nâng xịt lo cả xì bộ mặt nông thôn cũng mua lù thay đổi.